Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin hàng hóa thị trường và trong phần đầu của bản tin kỳ này mời quý vị điểm qua những thông tin đáng chú ý như sau. Bộ khoa học công nghệ nới thêm điều kiện về nhập khẩu máy móc cũ. Trái cây Úc có thể nhập khẩu trở lại vào Việt Nam từ đầu tháng 7 tới. Nhiều trên hết sẽ là thông tin, chính phủ thúc giục quảng bá tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5. quý vị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mới đây đã yêu cầu Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan phải nhanh chóng có chương trình quảng bá rộng rãi về việc khuyến khích sử dụng xăng E5. Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Công Thương cùng các Bộ Thông tin Truyền thông và Khoa học Công nghệ cần nhanh chóng xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia về khuyến khích cộng đồng sử dụng xăng E5. Trong đó phải làm rõ lợi ích, khẳng định chất lượng xăng E5 để người tiêu dùng an tâm, còn các doanh nghiệp đầu mối phải xây dựng trạm pha chế xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng sau cho đến ngày 30 tháng 11 năm nay, ít nhất một nửa số cửa hàng thuộc hệ thống của mình tại 8 tỉnh thành đầu tiên có bán xăng E5. Những cơ quan tổ chức dùng ngân sách nhà nước tại 8 tỉnh thành đầu tiên trong lộ trình phổ cập xăng E5 phải dùng loại nhiên liệu này cho các xe cộ của mình. Theo lộ trình sử dụng xăng E5, từ đầu tháng 12 tới, xăng E5 sẽ được phân phối cho phương tiện vận tải đường bộ trên toàn quốc cũng liên quan đến mặt hàng xăng dầu tuần qua, giá xăng RON 92 và E5 đã được điều chỉnh tăng thêm 275 đồng một lít, giá một số loại dầu được điều chỉnh giảm nhẹ. Về nguyên nhân của động thái trên, liên bộ nhận định giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian này vẫn ở mức cao. Cụ thể là xăng RON 92 giá 82,4 đô la một thùng, dầu diesel giá gần 75 đô la một thùng, dầu hỏa giá 74,6 đô la một thùng và dầu Mayut giá 364,6 đô la một tấn. Với mức giá trên thì giá cơ sở xăng RON 92 hiện cao hơn giá bán lẻ 1.322 đồng một lít, xăng E5 cao hơn 1.157 đồng một lít, dầu diesel thấp hơn 287 đồng một lít, dầu hỏa thấp hơn 275 đồng một lít và dầu ma thấp hơn 423 đồng một ký. Đợt điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu gần đây nhất là ngày 4 tháng 6 với việc giảm giá các mặt hàng dầu và giữ nguyên giá xăng. Cho rằng do giá quặng sắt trên thế giới giảm sâu khiến cho doanh nghiệp thua lỗ, 8 doanh nghiệp thuộc hội khai thác và chế biến quặng sắt đã gửi văn bản tới Bộ Tài chính kiến nghị giảm thuế và mở rộng hàng ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, các kiến nghị này vừa chính thức bị từ chối. Các doanh nghiệp khai khoáng cho biết, giá quặng sắt trên thế giới đang xuống mức rất thấp, từ 140 đô la Mỹ một tấn vào tháng 2 năm ngoái, nay chỉ còn 48 đô la Mỹ một tấn với quặng hàm lượng 63% sắt. Trong khi đó, các nhà máy thép trong nước còn mua với giá thấp hơn 42 đô la Mỹ một tấn, khiến cho các doanh nghiệp bị thua lỗ. Do đó, nhóm doanh nghiệp đã kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế xuất khẩu xuống mức 5%, mở rộng hàng ngạch xuất khẩu quảng sắt và điều chỉnh các loại thuế phí khác có liên quan. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời và không đồng ý với các kiến nghị trên. Cơ quan này cho biết, quảng sắt hiện đang được liệt vào danh mục khoáng sản cấm xuất khẩu. Đồng thời, theo biểu thuế xuất nhập khẩu thì khung thuế xuất thuế xuất khẩu quảng sắt từ 15 đến 40%, nên không thể cho phép xuất khẩu và giảm thuế xuống mức 5%. Các kiến nghị khác về điều chỉnh mức thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hay thuế giá trị gia tăng cũng không được chấp thuận vì theo Bộ Tài chính, các mức thuế này đã phù hợp với lợi ích doanh nghiệp và quy định hiện hành. Thưa quý vị, sau một lần bị ngừng áp dụng và các lần được điều chỉnh lấy ý kiến, đến nay thông tư 20 quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Bộ Khoa học Công nghệ đã tiếp tục được nới rộng hơn về điều kiện. Theo thông tin từ Bộ Khoa học Công nghệ, đến bản chỉnh sửa gần nhất thì tổ chức cá nhân nhập khẩu máy móc cũ không dùng vốn ngân sách nhà nước phải đáp ứng được một trong hai tiêu chí là chất lượng còn lại từ 70% trở lên hoặc không quá 10 năm sử dụng. Đơn vị nhập khẩu máy móc thiết bị cũ phải có chứng thư thẩm định chất lượng hoặc niên hạn cấp bởi tổ chức đủ điều kiện và được Việt Nam công nhận. Như vậy so với phiên bản ban hành và có hiệu lực hồi năm ngoái, quy định chất lượng phải còn từ 80% trở lên và không quá 5 năm sử dụng thì đã có sự nới rộng đáng kể. Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, thông tư 20 chỉnh sửa sẽ được ban hành lại ngay trong năm nay. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, sau đợt trúng thầu 150.000 tấn gạo vào tuần đầu tháng 6 vừa qua, Việt Nam vẫn tiếp tục tham gia đấu thầu cung cấp gạo cho Philippines trong phiên gọi thầu thứ hai vào hôm 16 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, tại phiên đấu thầu này không có nước nào trúng thầu. Cả ba nhà cung cấp trong đó có Việt Nam tham gia đợt mời thầu bán 100.000 tấn gạo cho Philippines đợt này, không có ai trúng đấu giá. Nguyên nhân là do giá bỏ thầu đều cao hơn mức giá dự kiến mà cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines NFA đưa ra. Trong đó Việt Nam đã bỏ thầu 417 đô la Mỹ một tấn, còn mức giá của Thái Lan và Campuchia là 418 và 464 đô la Mỹ một tấn, trong khi đó NFA chỉ dự kiến mua với giá cao nhất là 408 đô la Mỹ một tấn. Ngay trước đợt chào thầu này đã từng có dự báo cho rằng phiên chào thầu với khối lượng thấp chỉ 100.000 tấn của Philippines lần này là nhằm tạo áp lực buộc các nước xuất khẩu phải hạ giá gạo bán ra. Tính từ đầu năm đến nay Việt Nam đã xuất sang Philippines 450.000 tấn gạo chiếm gần 70% lượng gạo nhập khẩu của nước này. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Trong đó, dự án khu công nghiệp V-Ship đã được đưa ra khỏi quy hoạch của huyện đảo này. Sau khi có quyết định 868 về điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Singapore về chủ trương dừng triển khai khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship tại huyện đảo này. Trước đó, dự án V-SHIP Phú Quốc đã được Thủ tướng chấp thuận đầu tư về mặt chủ trương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã giao BKMS IDC nghiên cứu, lập quy hoạch đầu tư dự án này. Theo dự kiến, dự án V-SHIP Phú Quốc có quy mô gần 4.000 hecta, bao gồm khu dân cư, đô thị công nghiệp sạch ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, du lịch, thương mại và hồ cung cấp nước sạch, v.v. Tuy nhiên, do Phú Quốc được đánh giá là địa phương thích hợp phát triển ngành du lịch và dịch vụ hơn, nên cũng có một số băn khoăn về hiệu quả và khả thi của dự án. Hiện tại, theo quy hoạch tổng thể, Phú Quốc sẽ được xây dựng thành đặc khu kinh tế hành chính vào năm 2020, với vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Sau 6 tháng bị tạm dừng nhập khẩu để hạn chế dịch rùi giấm, trái cây Úc dự kiến có thể sẽ được phép nhập khẩu lại vào Việt Nam từ đầu tháng 7 tới. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới, các loại trái cây Úc có thể được nhập khẩu lại vào Việt Nam. Những loại trái cây Úc đầu tiên được nhập khẩu trở lại gồm cam, quýt và nho còn hiện nay cơ quan chức năng Việt Nam và úc vẫn đang trong quá trình trao đổi một số nội dung về tháo gỡ các rào cản kiểm dịch thực vật đối với trái cây tươi. hồi đầu năm nay Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã cho ngừng nhập khẩu 38 loại trái cây úc do e ngại sự lây lan của dịch rùi giấm vào sản phẩm nông nghiệp trong nước. Năm 2014 kim ngạch nhập khẩu rau quả từ úc sang Việt Nam là 40 triệu đô la chủ yếu là nho. Lượng trái cây nhập từ úc cũng chiếm tỷ trọng khoảng 10 đến 15% tổng lượng trái cây nhập khẩu. Vừa rồi là những thông tin trong phần 1 của bản tin hàng hóa thị trường và trong phần 2 của chương trình chúng tôi mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý về thị trường hàng hóa thế giới trong tuần qua. Sau một năm sụt giảm, giá dầu tác động như thế nào đến kinh tế thế giới? Thị trường ô tô tại châu Âu phục hồi chậm.